Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Thứ nhất, Hương mật tựa khói sương. Bộ phim tạo nên cơn sốt khi phát sóng vào năm 2018, Hương mật tựa khói sương được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về câu chuyện tình yêu giữa hoa thần Cẩm Mịch và hoa thần Húc Phượng. Cẩm Mịch từ nhỏ đã bị uống vẫn đan, đoạn tuyệt tình ái, không biết tình yêu là gì. Sau này cô gặp Húc Phượng trải qua nhiều đau khổ, dần học được yêu. Hương mật tựa khói sương là bộ tiểu thuyết nổi tiếng, Dương Tử cũng là một nữ diễn viên có tiếng nên khi dự án này được truyền thể đã dành nhiều sự chú ý. Kết quả là Hương mật tựa khói sương đạt ngay 100 triệu lượt xem chỉ sau 15 phút phát sóng. Sau phim thì danh tiếng của Dương Tử và Đặng Luân càng thêm nổi bật, có lượng fan đông đảo trở thành ngôi sao truyền thông năm ấy. Thứ hai, Điềm mật bạo kích. Bộ phim này được coi là ăn khách trước cả khi phát sóng vì trong quá trình quay đã nhận được sự mong đợi của rất nhiều khán giả. Hai diễn viên chính là Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng là hai gương mặt thần tượng có độ phủ sóng cao. Nội dung phim xoay quanh Mai Minh Thiên do Lộc Hàm đóng, xuất thân trong gia đình nghèo khó, phải bỏ học đi làm kiếm thêm tiền. Trong quá trình theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên boxing chuyên nghiệp, Mai Minh Thiên đã gặp gỡ Phượng Vũ, người được mệnh danh là nữ vương boxing. Mối quan hệ oan gia giữa hai người đã tạo ra những tình huống hài hước và lãng mạn. Điềm mật bạo kích dễ dàng cán mốc 100 triệu lượt xem ngay trong ngày đầu tiên phim được công chiếu, sau đó nội dung phim bị chê nhàm chán, nhảm. Diễn xuất của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng thiếu tự nhiên và kém hấp dẫn, dù vậy bộ phim này vẫn là thành tựu của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng khi giúp họ trở thành một đôi. Thứ ba, Phân tịch truyện. Phân tịch truyện gây tiếng vang năm 2018 nhờ có sự tham gia của cặp đôi đẹp Cúc Tịnh Y và Trương Chiết Hãn. Phim đạt 100 triệu lượt xem trong ngày đầu phát sóng. Cúc Tịnh Y thời điểm đó được chú ý nhiều nhờ được ca ngợi về độ xinh đẹp với biệt danh mỹ nữ 4.000 năm có một. Sau khi kết thúc, phim đạt 2,3 tỷ lượt xem. Phân tịch truyện được cải biên từ tiểu thuyết Thiên tài Tiểu Độc Phi của tác giả Giới Mạt. Nội dung xoay quanh cuộc đời của cô gái tinh thông các loại độc Hàn Văn Tịch. Do có sẹo lớn trên mặt nên Hàn Văn Tịch luôn bị mọi người xa lánh chê bai. Cô nghe theo lệnh Thái Hậu đồng ý gả vào phủ Tần Vương, làm Tần Vương Phi để thám thính tình hình của Tần Vương Long Phi Dạ, nhưng cuối cùng lại nảy sinh tình cảm thật sự. Thứ tư, Manh Thê Thực Thần. Bộ phim là sự kết hợp giữa nữ diễn viên Trung Quốc Chung Đan Ni và nam thần Thái Lan, xoay quanh câu chuyện hài hước giữa một nữ đầu bếp xuyên không và gián điệp thời cổ đại. Nam chính Hạ Thuần Dư xuất thân quyền quý được Dự Vương gửi đến Hắc Phong trại làm gián điệp để tìm bằng chứng thái tử cấu kết với Sơn Tặc. Trại chủ của Hắc Phong trại là Bạch Sùng vô cùng tin tưởng Hạ Thuần Dư, coi như anh em, còn gả Diệp Cẩn Huyên, con gái của tri phủ Diệp Bình Hoài đang bị bắt cóc tại đây cho anh. Nữ chính Diệp Gia Giao là đầu bếp hiện đại nổi tiếng, vô tình chạm vào thiên thạch thần kỳ đã bị xuyên không, trở thành Diệp Cẩn Huyên. Tại thời đại mới, cô đã dùng kỹ năng nấu nướng siêu phàm của mình để chinh phục trại chủ cũng như người chồng trên danh nghĩa. Dù không có dàn diễn viên nổi tiếng nhưng Manh Thê Thực Thần được đánh giá cao về chất lượng, nội dung cuốn hút. Phim đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau 3 tiếng lên sóng. Thứ 5. Song thế Sủng Phi. Bộ phim ra mắt vào năm 2017 trở thành hiện tượng của năm với nội dung vừa hài hước vừa ngọt đến sâu răng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bạo Tiếu Sủng Phi với sự tham gia của Hình Châu Lâm và Lương Khiết. Song thế Sủng Phi bắt đầu khi cô gái hiện đại Khúc Tiểu Đàn do Lương Khiết đóng xuyên không về quá khứ, trở thành con gái thứ hai nhà họ Khúc là Khúc Đàn Nhi, có hôn ước với bát vương gia Mạc Liên Thành. Tuy nhiên, linh hồn của Khúc Đàn Nhi vẫn ở trong cơ thể cũ và hai người phải giành nhau điều khiển cơ thể này. Mỗi khi có người nói dối, linh hồn còn lại sẽ kiểm soát được cơ thể. Trong khi Khúc Tiểu Đàn mạnh mẽ hoang dại thì Khúc Đàn Nhi lại dịu dàng và e thẹn. Điều này đã tạo thành một người với hai tính cách khác nhau. Mọi chuyện còn trở nên ngang trái hơn khi Mạc Liên Thành yêu tính cách của Khúc Tiểu Đàn, nhưng Khúc Đàn Nhi lại yêu thầm thái tử, kẻ đối địch với Mạc Liên Thành. Dù cùng đề tài xuyên không, song thế Sủng Phi có nhiều điểm mới mẻ và hấp dẫn khán giả, như câu chuyện cưới trước yêu sau cực ngọt hay nữ chính đa nhân cách. Nhờ vậy, phim có lượng khán giả ủng hộ lớn, đạt 100 triệu view ngay trong ngày đầu phát sóng. Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!